này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ông thần Deratinato kia, nhà ngươi có biết ta đang nghĩ đến ai hay không? Nhà ngươi đang nghĩ đến bản thân ngươi chứ ai? Ủa, sao biết là tôi đang nghĩ đến bản thân tôi vậy? Tôi là Cao Môi TV, đúng là tôi đang nghĩ đến Cao Môi hả? Thôi được rồi, nghĩ đến người khác thôi. Lần này ngươi đang nghĩ đến Simi chứ gì? Sao không biết là tôi đang nghĩ đến Simi vậy? Ok, đổi người khác. Bây giờ tôi sẽ nghĩ đến một bạn động vật đó. Thì giờ ngươi đang nghĩ tới con bé kẹo đúng không? Wow, biết là tôi đang nghĩ đến kẹo luôn hả? Trời đất ơi, sao cái gì cũng biết vậy trời? Nhưng không, tôi tin chắc sẽ có thứ ông không biết đâu. Nên là các bạn nhớ xem hết video này nha. Và để trước khi bắt đầu video thì các bạn cũng đừng quên cho Cao Môi để được 2.000 like cho video này nha các bạn. Ok, các bạn có 3 giây để bấm like này. 3, 2, 1. Ok, yeah, các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go. Kiki, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của Cao Môi. Và ngày hôm nay tôi lâu lắm rồi các bạn ạ, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với ông thần nền Akinato nhỉ. Và bây giờ tôi đang nghĩ đó, đây là suy nghĩ trong đầu của tôi đó nha. Tôi đang nghĩ đến bản thân tôi để thử xem là ông này có nghĩ được ra không nha các bạn. Đầu tiên chọn chủ đề, đầu tiên là nhân vật, các đối tượng và động vật thì Cao Môi nghĩ Cao Môi TV thuộc nhân vật rồi. Ok, nhân vật nè, nhân vật của bạn là một người thật. Tất nhiên rồi, Cao Môi không phải là thật thì còn ai là thật nữa. Tất nhiên, chắc chắn. Ok, nhân vật của bạn có sống ở đất nước của bạn không? Hỏi vậy cũng hỏi là tất nhiên là tôi à, tôi ở đây thì tôi hỏi tôi, tất nhiên tôi ở đây rồi. Nhân vật của bạn nổi tiếng nhờ YouTube. Cái gì? Chưa gì mà alo chưa gì mà mình còn chưa bắt đầu mà, nhưng mà ok đúng. Nhân vật của bạn là con gái phải không? Đúng chứ, chẳng lẽ tôi là con trai? Rồi ok đúng không? Rồi tiếp theo là cái gì đây? Nhận liệu nhân vật của bạn sống ở Mỹ? No, tôi không sống ở Mỹ nên là không. Rồi nhân vật của bạn mặc quần một cái gì? Tại sao lại là mặc quần? Trời ơi, nhân vật của bạn có tham gia Blue Duck, Pro, nói chung là 48 không? Không nha, mình không biết cái đấy là cái gì, mình còn không biết đọc nữa cơ. Nhân vật của bạn tóc hồng? No, tóc tôi đang là... tôi cũng chẳng biết nó gọi là màu gì nữa, nhưng mà thôi cứ coi là màu cam đi. Tại vì nó sợ vẫn gọi là màu cam mà, nên là không. Tóc tôi màu cam. Câu hỏi số 9, nhân vật của bạn có làm video về Minecraft không? Có, tất nhiên là có rồi, một đời tôi vẫn làm video Minecraft. Mà bây giờ tôi vẫn làm video Minecraft mà. Nhân vật yêu thích của bạn là màu xanh. Cái gì đó? Chưa xong mà, chưa làm gì mà, mới hỏi vài câu thôi mà. Đúng là màu xanh. Nhân vật của bạn là một chú gấu bắc cơ. Trời ơi, ông này nghĩ ra sim, ông này nghĩ là sim nè, nhưng mà no. Cái mặt của ông này nhìn rất là kiểu tao biết người đang nói đến mèo Simi đúng không? Nhưng xin lỗi, tôi đang nói đến tôi. Rồi, nhân vật của bạn có nên biệt danh qua đến mèo không? Này mèo Simi này, no, không phải. Cả nhân vật có sống cùng với bố mẹ không? Ngày trước thì có nhưng bây giờ là không rồi, đây là nó sẽ là không. Nhân vật của bạn mặc đồ màu xanh lá cây. Ê, mọi người ơi, màu xanh lá cây luôn, lẽ tôi đang mặc đồ màu xanh lá cây luôn. Ờ đúng, trời ơi. Thì cũng đúng. Có gắn liền với màu hồng không? No, it's not. Nhân vật của bạn có liên quan tới cắm trại không? Tại sao lại nghĩ là liên quan đến cắm trại ta? Nhưng mà tôi tưởng là ra tôi rồi chứ ta. Không, liên quan đến cắm trại đâu. Oh my god, Cao Môi TV is me. Oh. Trời ơi, sao lấy cái hình xinh quá vậy? Cảm ơn nha, trời ơi. Vừa khoan, cái này là avatar TikTok mà đúng không? Tại sao người dùng YouTube mà lại để lấy cái hình avatar TikTok là sao? Như thế này là sao? Tôi không hiểu, nhưng tôi thật sự không hiểu nha. Nhưng thôi được rồi, ok, đúng. Đúng, chính xác, chúc mừng ông ấy sau 17 câu đúng không ta? À, sau 17 câu thì đoán ra Cao Môi. Đây, bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục nha. Sau Cao Môi đi thì chúng ta sẽ nghĩ đến Phong Cận đi. Tại vì con gái rồi, bây giờ đến con trai, character. Rồi, vô. Đầu tiên, nhân vật
của bạn có phải người thật hay không. Đúng, Phong là người thật. Rồi tiếp theo. Nãy là Camu nghĩ là ổng nghĩ đến Sim đầu tiên ấy, là Camu sẽ không nghĩ đến Sim đâu. Nên là đúng, nhân vật của bạn một YouTuber không? Đúng, có. Nhân vật của bạn có sống ở đất nước của bạn không? Có. Ấy, hỏi câu con gái phải không? Không. Thì nhân vật của bạn có mặc quần áo thấm nước không? Là liên quan dữ chưa? Không. Mặc dù Phong là cá heo nhưng mà không có mặc đâu. Nhân vật của bạn có tham gia chiến tranh Napoleon? Cái gì vậy? Chiến tranh Napoleon là từ đời nào ấy? Lúc đấy khéo Phong còn chưa sinh ra ấy, trời không. Nhân vật của bạn có hơn 1 triệu người đăng ký? Có, Phong cũng rất nhiều đăng ký lắm. Nhân vật của bạn có con hay không? Không. Không nha. Nhân vật của bạn làm video về Minecraft? Có. Rồi. Nhân vật của bạn có đeo kính? Gì vậy? Ông nghe lén tôi nói tên nhân vật đúng không? Đúng không? Tại sao lại nghĩ đến ngay đến đeo kính? Có. Ờ, nhân vật của bạn có phải là thành viên của một nhóm không? Đúng. Nhân vật của bạn có sử dụng gậy hay không? Không liên quan gì. Không có liên quan luôn đó trời. Nhân vật của bạn có gắn liền với màu xanh? Hết rồi. Hết rồi các bạn ạ. Sao nghĩ ra? Nhân vật của bạn có liên quan đến đi học? Từ từ nha. Phong cận. Cận là một từ chỉ bệnh lý bị... nói chung là bị cận đồ đó thì cũng... được gọi là liên quan mà đúng không? Tại vì cận mà. Các bạn nghĩ là đúng đó. Nhân vật của bạn có liên quan gì tới cá heo không? Thôi thế là ra kết quả luôn rồi. Câu số 15. Ê, lúc nãy Camu cũng là cà rốt là câu số 15 mà đúng không? Đúng. Ông ấy sẽ hỏi thêm hai câu nữa chắc chắn luôn. Nhân vật của bạn có chơi The Sims? Cái này tôi không biết luôn nha. Tại vì Camu, nhưng mà Camu nghĩ là không ấy. Tại vì cái video game đó, nhân vật của bạn không phải là con người sao? Cái bị không... là sao? Nhân vật của bạn không phải là con người sao? Nhân vật của bạn không phải là con người, tất nhiên là không rồi. Phong là con người mà làm sao là không phải con người được. 17. Nhân vật của bạn mặc trang phục rất gợi cảm. Phong mà mặc trang phục gợi cảm á? Thôi tha, không có đâu. Nhân vật của bạn đã đam mê âm nhạc lâu chưa? Thật ra nếu mà nói đam mê âm nhạc thì là có đó. Nhưng mà nếu mà theo hình tượng thì ai cũng đam mê nhạc nên tôi sẽ trả lời đúng. Cái gì đây? Cái ông này! Cái ông này xuống địa ngục! Ông này xứng đáng xuống địa ngục! Không! No, never! Rồi, 20 câu rồi đó, ông ra kết quả chưa? Ông ra kết quả chưa? Rồi, không nghĩ ra là Phong cận đúng không? Ra được màu xanh, ra được cá heo rồi, ra được cái gì ta? Cái thực cận liên quan đến bệnh lý rồi mà sao bị lag vậy? Rồi, xong rồi! Cái này không có kết quả rồi mọi người. Ông thần đèn Akinato bị lát rồi mà còn bị giật nữa là sao? Vậy là ông ấy không đoán ra được Phong cận rồi các bạn à. Tưởng như nào đâu có đoán ra Phong cận đâu. Không đoán ra. Thôi ép làm nhá. Cái gì đây? Không biết. Tôi ép làm. Tôi chỉ biết là không đoán ra Phong cận thôi. Bây giờ chúng ta bỏ Phong cận này. Chúng ta đến với Sam. Nga người Việt Nam. Ui. Bây giờ nha. Không hỏi là còn ở bạn có phải ở đất nước của bạn không. Mà hỏi thẳng luôn. Có phải người Việt Nam không? Đúng. Là con gái đúng luôn. Làm video về trò chơi không? Có. Có phải là người Nhật không? Không. Sammy người Việt Nam. Ấy, có bị khùng không? Đã hỏi câu có phải là người Việt Nam không? Tôi đã bảo đúng rồi. Lại còn hỏi có phải người Nhật không? Là sao nữa? Là sao? Tóc hồng 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 nha. Tóc của Sam màu xám nha. Màu đen. Xám đen. Màu sắc yêu thích của nhân vật có bản màu xanh không? Hồng. Rồi lát nữa. Nhân vật của bạn có phải là người trong gia đình của bạn không? Thật ra tôi cũng muốn được gọi là gia đình lắm. Nhưng mà rất tiếc nếu mà theo gọi là máu mủ thì là không các bạn ạ. Nhân vật bạn có nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật hay YouTube có phải nghề... Không liên quan. Nhân vật của bạn có đeo kính không? Không. Sam, trong tất cả các thành viên trong Hello Team, à đâu, Sam có bị cận? Nhầm, tôi xin lỗi. Nhân vật của bạn có học ở King Academy? Cái gì? Học viện vua? Gì vậy? Học viện vua là ở đâu? Trời, tôi không biết luôn á. Tại sao lại nghĩ ra được là con cá mập? Tại sao? Nãy giờ đâu có bất kỳ dữ liệu nào để ra được con cá mập đâu. Nhưng mà đúng thật. Nhân vật của bạn có chơi Subkin là gì? Không biết. Mình phải ấn là không biết chứ tại sao lại không ta. Nhân vật của bạn nhiều hơn 5 con người không? À, tưởng là Hero Team đúng không? Nhưng mà no, đó là một cá thể riêng biệt. Nhân vật của bạn có linh vật tên là Sam không? No, cám linh vật là cá mập. Nếu mà nói là linh vật đi, từ từ tôi chuyển về tiếng Anh thử coi. Mascot không phải không nha. Sam không có linh vật ạ. Nhưng mà nhân vật của bạn có quan đến cá mập. Đúng. Màu sắc yêu thích nhân vật của màu bạn là màu tím.
Thật ra nha, Sam có quay về màu tím là về Kuromi, nhưng Sam không phải là thích màu tím đâu. Sao ra được hay vậy? Sammy đào người dùng YouTube rồi nè. Ủa nhưng mà là qua bao nhiêu câu mới ra được Sammy đào ta? Nhưng mà vấn đề là ở chỗ là tại sao ở phía dưới này Blackpink Jisoo là cái gì? Ủa Sammy đào người dùng YouTube đúng, nhưng mà tại sao phía dưới là Blackpink và Jisoo? Trời ơi. Ok nhưng mà thôi không sao, dù gì thì cũng là đúng. Chọn về Sammy đào thì cũng là đúng rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ nghĩ đến người khác. À không, tôi không nghĩ đến người nữa, tôi nghĩ đến bạn động vật đi. Tôi nghĩ đến động đó, thú cưng của Sam và Phong. Thử coi có nghĩ ra được không nha. Ok, con vật của bạn có bàn chân không? Và động thì là có bàn chân cún mà. Ok, con vật cưng của bạn có sống trong nhà không? Có, thường thường người ta sẽ nghĩ đến chó mèo. Con vật của bạn có kêu meo meo? Nếu mà là meo meo thì sẽ nghĩ thẳng đến mèo, nhưng mà là không, rất tiếc là gâu gâu cơ. Đó, cảnh sát có sử dụng vật nuôi của bạn không? Tất nhiên là không rồi, tại sao lại cảnh sát sử dụng được? Con vật của bạn có sủa? Có. Con vật của bạn đuôi mềm mại không? Tất nhiên là có mà đúng không? Tại vì đậu có đuôi mà đúng không? Tính ra đó rồi tôi không bao giờ để ý đến cái đuôi của đậu luôn á. Đậu là có ghi có đuôi không ta? Có mà. Có. Con vật của bạn có to hay không? Tất nhiên là không, đậu bé xíu à. Con vật của bạn có nhỏ hay không? Nhỏ, với ca môi là nhỏ. Vật nuôi của bạn có ở Chihuahua Mexico không? Ô, ông này bắt đầu cay rồi. Ông này bắt đầu như không nghĩ không ra rồi. Chihuahua, no. Vật cưng của bạn có thân hình rắn chắc không? No, rất mềm mại, đậu rất mềm mại, ok. No, mới 13 câu mà sao đã mặt nhăn mày nhó vậy? Đến từ Yoshike không? Yoshike là đâu không biết. Con vật của bạn có tai cụp không? Đậu tai không cụp. Không. Vật cưng của bạn có cái lông rất dài thì cũng đúng. Đuôi lông của Corgi dài, nhân vật hai màu phải không? Đúng rồi. Ô đấy, câu hỏi câu này thôi mà. Nhân vật, con vật của bạn có nhẹ không? Có. Hoặc không. Có. Thật ra đậu đậu cũng không nhẹ lắm nha. Không biết. Vật cưng của bạn có kêu gừ gừ không? Có chứ. Nếu mà cáu hoặc là tức giận cũng gừ gừ mà. Vật nuôi của bạn thường xuyên sử dụng hộp vệ sinh? No. Hộp vệ sinh đấy gì trời. Con vật của bạn có ăn cá không? Thực ra thì Camu nghĩ là có, tại vì cún mà, cún sẽ ăn được cá thôi. Con vật của bạn có săn chuột không? No. Trời ơi, hỏi 25 câu rồi nè. Không, con vật của bạn có ăn mật ong không? Không. Vật nuôi của bạn săn bắt chuột không? Rất là không rồi đó kìa. Con mèo. Ông ý trả lời sai chứ tôi không hề cung cấp sai nha. Rõ ràng ban đầu có, ông ấy đã hỏi là con vật của bạn có kêu meo meo không? Tôi bảo là không rồi. Yeah. Sau đó con vật của bạn có sủa không? Có. Rõ ràng là như thế và kết quả ổng rắc con mèo. Thôi được rồi, sai rồi ông ơi. À chưa, vẫn ra được tiếp, vẫn hỏi tiếp. Vật nuôi của bạn sống trong vùng tuyết, có kỳ nhựa thường rồi đúng không? Ừ. Nhưng đậu có giống xúc xích không? Thật ra với Camui thì Camui thấy có giống mọi người ạ. Vật nuôi của bạn có thể canh gác khu nhà bạn em không? Có. Cứ thật ra với Camui cún đi, không cần biết là giống nào, chỉ cần nó cún thôi là có thể canh gác được ạ. Bạn có thể thấy cú hưng được. Có. Ủa câu hỏi thôi mà, 50 câu rồi mà không ra. Thật ra thì cún là đúng nhưng mà không ra đậu, nên là Camui nghĩ nếu mà muốn tìm chính xác là đậu thì chúng ta cần tìm về nhân vật, nên là Camui sẽ chơi lại. Trời ơi, chơi lại nha. Bây giờ tôi chơi lại là nhân vật nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng chơi lại với nhân vật đậu nha các bạn. Nhân vật của bạn có phải người trong gia đình của bạn không? Không. Đấy là gia đình của bên kia, không phải gia đình này. Nhân vật của bạn có phải người thật không? No. Nhân vật của bạn có hai mắt không? Có. Nhân vật của bạn có tóc đen? No, đậu là con trai. Nhân vật của bạn có tóc không? Không, có lông cơ chứ không phải là tóc. Nhân vật của bạn có mặc quần áo không? Không, đậu không mặc quần áo. Và sau đó ông ấy loát hơi lâu. Mọi người ơi, tao mui hỏi sao mà ổng bị lát luôn rồi mọi người ơi. Alo, tôi đang muốn quay video mà. Alo, đừng mà, Akinato ơi. Ông là Akinato ơi, làm ơn cho em quay video đi, làm ơn. 2 hours later. No. Lúc nãy mới hiện được lại mà tại sao bây giờ lại lỗi nữa rồi? No. Ông ấy không thể tra được cho tôi. Tại sao vậy? Tôi cũng là người bình thường mà, tôi vào đây quay video thôi mà. Đừng mà, Akinato ơi. Ok, và
Tôi đã cố gắng tìm cách để chúng ta có thể bắt đầu lại. Và tuy nhiên bây giờ chúng ta phải chơi tiếng Anh. Camu không chơi tiếng Việt được nữa. Nhân vật của bạn có phải là nhân vật thật? Có thật, chắc chắn rồi, đậu có thật mà. Người Việt Nam. Thật ra thì nếu mà nói quốc tịch thì đậu cũng là người Việt Nam. À không, là cún Việt Nam. Nhân vật của bạn có tạo video trên YouTube có gọi là có hay không, mặc dù chủ nhân làm hộ đó. Don't know. Nhân vật của bạn tạo video chơi game? No. Nhân vật của bạn hát trên sân khấu? No. Nhân vật của bạn là một YouTuber? Don't know. Nhân vật của bạn là một Mimi review? No. Là một thú cưng. Nhân vật của bạn làm về thể thao? No. Nhân vật của bạn rời khỏi nhà? Không, đợi lúc nào cũng ở nhà mà, nên là yes. Nhân vật của bạn có nổi tiếng nhờ YouTube? Có. Tất nhiên là có rồi. Là ra là cái gì không biết? Không phải. Nhân vật của bạn có liên quan đến côn trùng không? Không. Đó đấy. Juice. Lie. Yes, tôi muốn tiếp tục. Nhân vật của bạn là một người con gái? No, không phải. Nhân vật của bạn là một đứa trẻ? No. 38, 39 đâu rồi đó. Nhân vật của bạn đi bằng hai chân không? Nhân vật của tôi đi bằng bốn chân. Nhân vật của bạn có phải là ông trùm hay không? Là không. Nhân vật của bạn có chân hay không? Lát là chân mà đúng không? Có chứ. Có chân chứ. Nhân vật của bạn liên quan đến một con lười không? Nhân vật của bạn có ghi hình ở trong một phòng tắm hơi hay không? Không. Rasmus là cái gì? Rasmus là cái gì? Tôi không biết. Không biết rồi, mua không biết cái này nó ra đâu. Tiếp tục không? Có. Tôi phải tìm cho ra bằng được. Bao nhiêu câu thì ông mới tìm ra đâu? Nào, America, no. Nhân vật của bạn có một cú bóng mạnh mẽ gì đó, các bạn không biết không? Love Changer là gì đó, không không biết. Nhưng mà chắc chắn là không rồi đó. Không biết là nghĩa là gì? AKB48 không? Trời ơi, cái gì đó? Nhân vật của bạn là một con mèo không? Là một bạn cún. Nhân vật của bạn có nổi tiếng trên YouTube không? Có chứ, đậu nổi tiếng mà, đậu là idol mà, nói gì đó? Idol YouTuber mới nổi đó. Nhân vật của bạn là hát và chơi guitar, no. Trời ơi, tôi không biết là cái gì nhưng mà là no. From Singapore, no. Có mái tóc màu vàng. Có. Lông của đậu có màu vàng nha. Bơi gì trong không? Đậu đã bơi bao giờ đâu? Ở Canada đâu? Sao hỏi nhiều câu kỳ lão vậy? Ở châu Âu không? Nhân vật của một meme không? Đây rồi, cuối cùng cũng hỏi rồi. Nhân vật của bạn có một cái lông màu trắng? Có. Có chứ, có lông màu trắng mà. Mình là 75 câu rồi đó, 76 câu rồi nè. Nhân vật của bạn có phải một con vịt? Không. Nhân vật của bạn làm bởi thủy tinh không? Trời ơi, nãy giờ tôi không hoài đâu nè trời. Tôi nghĩ đến đậu. Yes. Và sau một hồi thì ổng không biết đậu là ai. Ổng không biết đậu. Cuối cùng cũng có nhân vật ổng không biết rồi. Ví dụ hỏi bọn mình đi kiểu là Phong Cận này, Ca Môi này, hoặc là Simi, ổng cũng có thể nghĩ nhưng mà ổng đâu có biết đâu. Cái này là kỹ thuật sai lầm. Nghĩ sao được. Yeah. Sao từ bây giờ tôi muốn hỏi về kẹo mọi người ạ. Tôi muốn hỏi thử kẹo. Nhưng mà thôi được rồi, thật ra kẹo của tôi không phải nổi tiếng, cũng không phải idol, nên là tôi nghĩ là ổng sẽ không biết đâu. Sống có thể tìm được ở trong ngôi nhà không? Thật ra kẹo là ở ngoài thiên nhiên mà, nên là không tìm được đâu. Nhân và động vật của bạn nhỏ hơn con người, đúng. Tất nhiên rồi, kẹo bé lắm. Sống ở dưới nước không? Lay egg. Nhân vật của bạn đẻ trứng, đúng vậy, kẹo đẻ trứng nha. Rồi nhân vật của bạn có lông, có gọi là lông vũ mọi người. Động vật bạn nghĩ tới là một thợ săn không? Kẹo không phải thợ săn, kẹo là vẹt và kiểu ăn hạt đồ đó. Động vật của bạn sống trên cây, đúng vậy. Có thể ở pet store, có chứ, kẹo có thể tìm được pet store, có chỗ để bán chuyên bán vẹt luôn nha mọi người. Nhân vật của bạn có biết nói không? Kẹo biết nói, nếu mà chúng ta dạy thì sẽ biết nói. Động vật của bạn có một cái mũi đỏ không? Kẹo có mũi màu cam. No, không phải màu đỏ, kẹo của tôi màu cam nha. Red chết. Động vật của bạn có cái má đỏ không? Không. Oh my god, con vật của bạn màu xanh lá cây. Có, màu xanh lá cây. Động vật của bạn có thể bắt chước người khác không? Có nói, nếu mà nói thì có thể bắt chước nói. Con vật của bạn có thể tìm được ở Ấn Độ ấy không? Không biết luôn, không biết ở Ấn Độ có vẹt không nữa luôn á.
Cái gì đấy? Con mật của bạn có thường xuyên lộn ngược hay không? Cái này hỏi khó này. Các bạn biết tại sao không? Tại vì kẹo của tôi rất là thích lộn ngược. Cũng không phải là thích mà kiểu thích trèo á. Và có những chỗ sẽ phải trèo ngược á. Nên là tôi không chắc nữa. Tôi không biết. À, động vật của bạn nhỏ hơn một chiếc giày có cái nhỏ hơn chiếc giày là cái chắc rồi. To hơn một bàn chân. Nếu mà là bàn chân Camui thì không chắc nha. Nhưng mà nên là không biết. Oh my god. Động vật của bạn có màu rainbow màu cầu vồng, có da màu cầu vồng không? Tức là không. Kẹo của tôi không có màu cầu vồng. Nhưng mà nếu mà nói lông có kiểu loài vẹt có lông màu cầu vồng hay không là có mọi người. Nhưng mà của bạn có cái đầu trắng. Không. Kẹo của tôi màu xanh lá, toàn màu xanh lá thôi. Nên là nếu mà có cái đuôi màu đỏ cũng là không luôn nha. Con vật của bạn có phải nhện hay không? Không, có bán được trên đường đâu mà bảo nhện trời, nhìn cái mặt kìa. Con vật của bạn có thể đổi được hình dạng không? Ủa, trên thế giới này có con gì có thể đổi hình dạng hả? Đừng bảo tôi là thằn lằn nha. No. Con vật của bạn có một cái ngực màu vàng không? Ngực của kẹo màu xám. Đây là không. Con vật của bạn có trong kinh thánh hay không hả? Không, cái gì vậy? Không hả? Oh my god. Thà luôn. Ông nghĩ đến vẹt là đúng rồi nè. Nhưng mà Quaker là gì vậy? Ê mọi người ơi, đúng rồi á. Camui tìm Quaker. Camui không biết tại sao lại gọi là Quaker. Nhưng mà Camui nghĩ có thể là do kiểu cách gọi á. Nhưng mà nếu mà là tiếng Anh thì đúng nha. Đây chính là cái giống vẹt của Camui luôn nè. Đây là giống vẹt của kẹo luôn, đúng luôn đó mọi người ơi. Thật đáng yêu quá. Trời ơi. Những bạn vẹt thì đáng yêu. Các kẹo tưởng tôi cũng đáng yêu trời. Ây, đây này các bạn ơi. Trời ơi, giống vẹt luôn. Không sai một ly gì luôn đó mọi người ơi. Con đáng yêu quá. Nhưng mà kẹo của tôi đáng yêu hơn. Đây chỉ là những bạn ở trên mạng thôi. Đáng yêu quá. Đúng rồi, đúng nha. Trời ơi, sao ông nghĩ ra được hay ta. Ok, nhưng mà do là ông đã đoán đúng rồi. Nên là chính xác. Đúng là kẹo của tôi. Ok, và ở trong game vừa rồi ông đã đoán đúng ai và ông đã đoán sai ai. Ông không đoán ra đậu này. Xong rồi còn ai là bị lắc ta. Ai là bị lắc mà không tìm được nhỉ? Camu không nhớ. Nhưng mà các bạn thử comment giúp Camu nha. Sao tự nhiên mình quên ta? Nhưng mà nói chung là có đậu là ổng không đoán ra. Và một người nữa ổng không tìm được. Ổng bị lag luôn đó mọi người. Ok, và video các bạn đây là kết thúc rồi. Các bạn nghĩ đến ai và hãy thử chơi Akinato nha các bạn. Chứ còn tôi là trời tưởng thế nào. Ok, yêu các bạn rất là nhiều. Bye bye. Cà rốt chín sao? Đi chà. Hả? Đi thôi. Không có thứ tự mới rơi tình cao mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau bước tiếp trường ngày bắn phá.